Đây là bài viết Các thể loại người yêu con bạn của tác giả Viha Viha. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Một ngày đẹp trời, người viết vô tình đọc được bài Các thể loại người yêu thằng bạn của anh Chu Kim. Bài viết đó đã trở thành nguồn cảm hứng để người viết suy ngẫm và tổng hợp, rồi viết nên bài Các thể loại người yêu con bạn này. Con bạn thì vốn là đứa thân thiết, ăn chung, ngủ chung, khẩu nghiệp chung cùng chị em. Trong mối quan hệ chị em bạn thân, chúng ta rất hay tư vấn cho nhau những chuyện tình cảm. Sống trên đời, nếu đã mang danh là chị em với nhau, thì ít nhiều ta cũng cần biết về người yêu của con bạn. Vừa là để có cái nhìn sáng suốt, giúp bạn không vướng vào một tình yêu mù quáng, vừa là để chia sẻ với bạn những câu chuyện vui buồn và cũng là phải né gấp nếu như mà có sự trùng lặp về đối tượng. Là chị em với nhau, ta vừa là chuyên gia tư vấn, vừa là thám tử điều tra, là thùng rác để nó chuốc bầu tâm sự. Trong cuộc đời, ắt hẳn ta đã gặp vô vàn thể loại người yêu của con bạn. Bài viết này liệt kê ra các loại người yêu của con bạn mà ta có thể bắt gặp trong đời. Văn liệt kê này chỉ đúng cho giới tính nữ, giới tính khác xem để gọi là tham khảo. Văn liệt kê này cũng chỉ đúng cho xứ này, xứ khác tác giả mới chỉ coi phim thôi, nên là cũng không biết. Theo Chu Kim. 1. Loại The Face. Anh The Face thì đúng như tên gọi của mình, một gương mặt xứng đáng trở thành gương mặt thương hiệu cho bất kỳ nhãn hàng nào. Đặc điểm của anh là ngoại hình cực kỳ sáng sủa, gương mặt đẹp trai, gu thời trang vô cùng chất lượng, phong cách sống truyền cảm hứng cho nhiều người. Facebook, Instagram của anh thì luôn có rất nhiều bạn bè bốn phương tám hướng vô số lượt theo dõi. Những tấm ảnh ngời ngời khí chất của anh thì luôn nhận được lượt like lên tới hàng trăm. Những status của anh thì lúc nào cũng ý nghĩa, mang tính triết lý sâu sắc. Các em gái thi nhau vào thả tim bình luận loạn xạ cả lên. Anh The Face thì hiếm khi sai chính tả, trả lời bình luận thân thiện, đi kèm là bộ sưu tập sticker vô cùng đa dạng và xinh xẻo. Chính vì anh là người thu hút được quá nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, cho nên việc trở thành người yêu của anh cũng đầy áp lực. Còn bạn phải làm đủ phương thức, từ ngon ngọt cho tới răn đe, để anh đặt dòng trạng thái hẹn hò. Và khi là người yêu của anh The Face, con bạn cũng bắt đầu chú tâm và đầu tư hơn rất nhiều vào hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Hội chị em thường xuyên phải giúp nó nghĩ ra những caption thật sâu sắc, ý nghĩa để còn phù hợp với những tấm ảnh đã qua 7749 cái app chỉnh sửa. Mỗi khi nó đăng bài, nó sẽ hú hết các chị em phải vào thả tim, like, share và bình luận cho nó. Dù thi thoảng mới đăng ảnh cùng nhau, nhưng mà anh The Face và con bạn lại rất thường xuyên tương tác qua lại trên trang cá nhân. Nhìn chung thì anh The Face và con bạn vẫn luôn là một hình mẫu tình yêu lý tưởng, khiến các em gái nhìn vào ngưỡng mộ bởi sự lung linh trong câu chuyện tình yêu của họ. Ưu điểm, đẹp trai. Nhược điểm, chỉnh ảnh nhiều nên mệt. 2. Loại vui khỏe có ích. Anh vui khỏe có ích thì không phải là dân y, nhưng mà anh nắm hết tất cả các kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Anh là người có lối sống lành mạnh bậc nhất trong tất cả các anh. Anh cũng không uống rượu bia, đi tập gym đều đặn, đặc biệt là ăn chay trường. Con bạn yêu được anh vui khỏe có ích thì tự khắc trở thành một cô gái sống healthy và balance vô cùng. Những cốc trà sữa say lờ nhiều topping hay là những hộp bánh tráng trộn nhiều ớt nhiều xoài không còn xuất hiện trong thực đơn của con bạn nữa. Những đêm thức khuya cày phim Hàn hay là MV của idol cũng dần biến mất luôn. Thậm chí anh vui khỏe có ích còn nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt của con bạn hơn cả chính nó. Con bạn được tư vấn những loại thực phẩm chức năng tốt nhất, thậm chí còn được đào tạo trước hẳn một khóa học chăm sóc sức khỏe bà bầu và thai giáo. Cuộc đời yêu được anh vui khỏe có ích coi như là cũng là điều may mắn trên đời. Sau này cưới anh thì không phải lo lắng chuyện mang bầu, mà lỡ có chia tay anh mà cưới người khác rồi sau mang thai thì cũng đã có cả một kho tàng kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản bà bầu cho chính mình. Ưu điểm, vui, khỏe, có ích. Nhược điểm, không có. 3. Loại, anh đã nói rồi. Câu cửa miệng của anh luôn là anh đã nói bao lần rồi, anh đã dặn rồi chứ phải không đâu. Và câu này thì thường được thốt ra một cách muộn màng khi có một sự việc gì đó không như ý xảy ra. Anh này thì thường đưa ra lời khuyên hay là lời cảnh báo, nhưng mà theo lời anh thì con bạn luôn bỏ ngoài tai. Và theo đó, không nghe lời anh thì tức là có gì thì ráng chịu, bởi anh đã nói rồi. Anh là kiểu người nói thì rất hay, nghe rất chí lý. Yêu anh đã nói rồi, thường con bạn sẽ hay trong cảm xúc dằn vặt và trách móc chính mình. Canh ngộ là thường thì anh này luôn có những phát ngôn vô cùng hợp lý, nhưng con bạn lại cứ cứng đầu không nghe.
nên khó mà trách anh ấy được, bởi vì anh đã nói rồi. Thành ra tất cả những việc con bạn làm nếu mang lại hiệu quả thì quá là hạnh phúc, nhưng mà nếu mà trục trặc hay thất bại cái gì thì tự nó sẽ phải sửa chữa và khắc phục. Kèm theo đó là những trận khóc bù lu bù loa với chị em, tại vì anh đã nói rồi. Ưu điểm, nói rồi. Nhược điểm, nói nhiều. 4. Loại có như không có. Đây là tuýp người yêu luôn luôn bận rộn, và khi yêu người bận rộn thì tự nhiên con bạn lại thành người hay rảnh. Đa số hễ có người yêu là các con bạn khác sẽ lơ hẳn với chị em, nhưng con bạn người yêu của anh có như không có thì khác. Nó sẽ luôn luôn kề cận chị em như ngày vẫn còn ế, gọi đâu có mặt đó, chơi quậy hết mình, tám xuyên lục địa. Anh có như không có bận vì công việc, bận vì bạn bè, bận vì gia đình, bận vì sở thích cá nhân, bận vì trận bóng chiều nay. Nhìn chung, yêu anh này thì được rèn luyện khả năng tự lập rất cao, lịch trình của anh luôn kín mít. Vậy nên nhiều khi chị em không hiểu là con bạn yêu anh này để làm gì, khi mà cả hai nếu không hiện diện trong cuộc sống của nhau thì chẳng sao cả. Anh có như không có bận rộn vô cùng, nhưng nick của anh thì luôn sáng đèn, kể cả đó là 2 giờ sáng. Hễ con bạn nhắn tin là nick ấy sẽ chuyển thành hoạt động cách đây 5 phút. Con bạn bình thường thì cam tâm với sự bận rộn ấy, nhưng năm thuở bảy thì nó lại lên cơn buồn khổ than khóc với chị em. Chị em thì chỉ có thể nghe chứ không biết khuyên gì, vì có khuyên chia tay thì ngày mai chỉ cần một tin nhắn từ anh có như không có xoa dịu thì nó lại đâu vào đấy, và con tim lại vui trở lại. Thôi thì dẫu sao đó cũng là chuyện tình của hai người ấy. Ưu điểm, cuộc sống nhiều mối bận tâm. Nhược điểm, tâm không để ở người yêu. 5. Loại chính trị gia. Anh chính trị gia thì chuyên gia về mảng chính trị. Anh đọc nhiều sách báo cập nhật tình hình thời sự khắp nơi trên thế giới. Anh có khả năng lập luận sắc bén máu lửa, lý lẽ dẫn chứng hết sức thuyết phục. Đôi khi, anh hay có giọng điệu mỉa mai châm biếm thế sự. Thỉnh thoảng anh quen, anh lại dùng cái giọng ấy để nói chuyện với con bạn. Khi hai người đi hẹn hò thì tức khắc bị con bạn nhắc nhở chỉnh đốn ngay. Anh thì có nhiều bạn, bạn anh cũng là những anh hay bình luận về chính trị cả ở trên mạng lẫn ngoài đời. Con bạn từ ngày yêu anh chính trị ra cũng bắt đầu quan tâm tìm hiểu tình hình thời sự từ địa phương đến thế giới. Nhiều lúc con bạn cũng thừa nhận là nghe anh thao thao bất tuyệt thì nó cũng chỉ nghe vậy thôi, thậm chí đôi khi là kiểu đàn gảy tai trâu. Song nó vẫn luôn mang một tinh thần cầu thị, học hỏi không ngừng, nuốt lấy từng lời người yêu để nó phân tích. Chị em đi với con bạn này thì thường sẽ được phổ cập nhiều kiến thức mới, mắt chữ A miệng chữ O nhìn con bạn thao thao bất tuyệt. Những cuộc vui của con bạn này thì chủ đề cũng đa dạng hơn, ngoài chuyện showbiz, văn chương, phấn son, shopping, phim ảnh, bà hàng xóm thì còn có thêm chuyện chính trị. Ưu điểm, luôn cập nhật thời sự. Nhược điểm, cập nhật thời sự nhiều quá. 6. Loại gamer. Anh gamer bị cận hay thức khuya, vẻ ngoài thư sinh và điềm đạm. Anh có niềm đam mê với tất cả các loại game và nghiên cứu về cơ chế của các loại game. Game tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tàu gì anh cũng đều rất giỏi. Anh gamer thì thông minh, thành tích học tập ngày xưa không phải dạng vừa. Anh rất ít nói, ít gọi điện, không thích nhắn tin xén xúa, cần gì là gặp trực tiếp. Bình thường với con bạn anh cũng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn xuất hiện. Nhưng mà khi đã vào trận rồi thì có chơi mới bắt anh buông được cái máy tính. Anh có hội bạn toán nhưng anh thích chơi game. Trong hội này thì đa số lại tập trung rất nhiều trai đẹp. Các clan của anh là nơi tập trung những game thủ có cùng sở thích. Các nhóm này thì kết hợp hội viên thành một cộng đồng ngoại tuyến. Ngoài thời gian cho con bạn, phần lớn thời gian anh dành cả cho game. Con bạn có người yêu mê chơi game thì thường ít phải ghen, trừ thỉnh thoảng nó giận vì sự hay quên của người yêu. Chỉ cần kết thúc trận game, anh tức tốc chạy sang chở nó đi ăn lẩu. Chuyện tình lại đẹp như thơ. Ưu điểm, không lăng nhăng. Nhược điểm, mê game hơn mê bồ. 7. Loại phi công. Anh phi công đáng lý không được tính là anh, nhưng mà thôi, cứ tạm gọi là anh vậy. Phi công thì là tuýp đàn ông đáng yêu hết mức không thể cưỡng lại. Anh phi công thì tính khí có hơi trẻ con, đôi khi còn ngô nghê đến lạ. Tuy vậy, con bạn yêu được anh phi công lại như trở về tuổi thơ. Cảm giác tình yêu lúc nào cũng như thời đi học gà bông ô mai đáng yêu. Anh phi công có rất nhiều trò mà các anh khác không bao giờ nghĩ ra. Do vậy, yêu anh phi công thì vui, tuy nhiên cũng hơi mệt. Thỉnh thoảng con bạn phải từ vai trò người yêu trở lại là một bà chị hoặc thậm chí là bà mẹ trẻ. Giận nhau thì con bạn không thể nhõng nhẽo theo kiểu trẻ con để được anh phi công dỗ như cái cách mà anh ghệ nhà người ta dỗ. Con bạn phải dỗ ngược lại anh phi công. Ưu điểm, trẻ trung. Nhược điểm, trẻ con. 8. Loại con trai cưng.
Anh con trai cưng thì da trắng, môi son hay cười. Anh xuất thân trong một gia đình gia giáo, bố mẹ yêu thương hết mực. Anh con trai cưng từ bé đã là con nhà người ta, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Anh giỏi lý thuyết nhưng thực tế thì lại ít va chạm. Anh con trai cưng thì không biết sửa điện, không biết nấu ăn, không biết đóng đinh lên tường, không biết giặt đồ và anh sợ chuột. Anh được sống trong một môi trường yêu thương ngọt ngào nên anh cũng ngọt ngào. Trừ những cái không biết thì anh biết nhiều cái khác. Anh luôn giữ lời hứa và không bao giờ trễ hẹn. Khi anh hẹn đi chơi lúc 19 giờ là 19 giờ anh sẽ có mặt. Anh vừa đi hẹn hò vừa tầm nửa tiếng nghe điện thoại của mẹ. Đúng 21 giờ 15 phút anh sẽ đưa con bạn về nhà an toàn. Vì 21 giờ 30 là giờ giới nghiêm của anh thì lúc đó anh đã phải có mặt ở nhà đúng như lời mẹ dặn. Ưu điểm, hiếu thảo, nhược điểm, về quá sớm. 9. Loại ông chú. Anh ông chú thì thường lớn hơn con bạn tầm 7 đến 12 tuổi. Anh ông chú thành đạt, sâu sắc, trưởng thành. Anh ông chú được lòng gia đình của con bạn. Anh ông chú có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Con bạn thường được anh ông chú tư vấn cho mọi vấn đề, nhất là về sự nghiệp. Khi đi chơi mà có con bạn dắt theo anh ông chú, không khí có phần hơi trang nghiêm. Có mặt anh ông chú thì cả đám trở nên thùy mị và ít nói bậy. Anh ông chú thi thoảng dắt cả đám đi ăn nhà hàng, hỏi han về tình hình học tập lẫn công việc của cả đám. Các anh người yêu khác gặp anh ông chú cũng lễ phép và lịch sự hẳn ra. Con bạn yêu anh ông chú thì nó luôn gọi dạ bảo vâng, thỉnh thoảng có bướng tính thì liền bị nhắc nhở. Anh ông chú cưng chiều con bạn, lịch sự với tất thảy bạn của con bạn và đặc biệt là rất nghiêm túc với tình yêu. Anh chỉ đợi con bạn gật đầu là anh cưới ngay. Ưu điểm, có kinh nghiệm. Nhược điểm, khoảng cách thế hệ. 10. Loại tương tác tốt. Anh tương tác tốt là người hoạt ngôn, hướng ngoại. Anh thường kết bạn với hầu hết bạn của con bạn. Trong các cuộc vui của cả đám, anh luôn có mặt. Anh tương tác tốt với bạn của con bạn cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Anh thường đi bình luận dạo vào ảnh của con bạn lẫn cả bạn của con bạn. Có lần vì bình luận dạo nhiều quá, người yêu của một đứa khác hiểu lầm anh tương tác tốt đang cưa đưa đó. Rốt cuộc, phải nhờ con bạn là người yêu của anh tương tác tốt giải quyết, thì anh người yêu kia mới thôi ghen. Ưu điểm, tương tác tốt. Nhược điểm, hay sai chính tả. 11. Loại anh trai quốc dân. Anh trai quốc dân có hơi nhiều em gái mưa và em gái nuôi. Đây là điều khiến con bạn rất không vui, nhưng nó không làm gì được cả. Anh từng là chủ tịch của một câu lạc bộ nào đó ở trường đại học. Rất nhiệt tình giúp đỡ các em khóa dưới, đặc biệt là các em giới tính nữ. Thật ra thì con bạn cũng là tiến hóa từ em gái kết nghĩa lên mức người yêu. Các em còn hay hẹn riêng anh ra coffee house tâm sự chuyện học hành, tình yêu, tình báo. Hoặc là inbox lúc 11 giờ đêm nhờ anh tư vấn xem nên là mua em cuốn poodle hay là em cuốn mặt xệ. Các em thỉnh thoảng có nhờ anh sáng sớm 6 giờ chạy sang đưa đi việc hộ vì xe hư. Thật không hổ danh người anh trai quốc dân, anh luôn tận tình giúp đỡ. Do đó, con bạn luôn phải cân não trong cuộc chiến này. Nó thường hay nhờ chị em stalk hộ Facebook của các em khóa dưới giúp. Con bạn và anh trai quốc dân thường cãi nhau suốt. Nguyên nhân vẫn luôn xoay quanh một chủ đề duy nhất mà thôi. Ưu điểm, không có. Nhược điểm, không đáng tin cậy. 12. Loại từ điển sống. Anh này thì được ngưỡng mộ bởi vốn hiểu biết có 102 của mình. Anh là từ điển sống thì luôn là mẫu lý tưởng để trở thành một người bố. Chị em thường ngồi lại và phán đoán về một tương lai tươi sáng cho con bạn. Vì con của con bạn và anh từ điển sống ắt hẳn sẽ là một đứa trẻ thông minh và hiểu biết rộng. Anh từ điển sống luôn xuất hiện với cặp mắt kính và phong thái nho nhã. Anh sống trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Anh hay ngồi giảng bài cho hàng giờ liền cho con bạn về sức mạnh của hố đen và những bí ẩn của vũ trụ, hoặc là kể về những chiến tích của Achilles trong thần thoại Hy Lạp. Tình yêu đối với anh từ điển sống là một tình yêu tri thức hóa, rất đáng được hoan nghênh. Ưu điểm, biết nhiều. Nhược điểm, không có. 13. Loại người yêu cũ. Người yêu cũ là người yêu trước đây của con bạn, người từng làm con bạn yêu đến quên lối về, cùng nó mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, cũng là người đã khiến con bạn vật vã khóc lóc hậu chia tay. Anh người yêu cũ đã cũ đối với con bạn thì chị em cũng không còn gặp lại hoặc là rất hạn chế nhắc tên, thà để con bạn tự nhắc khi nó muốn. Còn nếu chị em vô tình nhắc đến anh, con bạn sẽ chửi chị em ngay. Thỉnh thoảng con bạn nhờ chị em nghe ngóng từ người khác thông tin về anh này, hoặc là nó nhờ chị em stalk xem anh đang sống thế nào, người yêu mới của anh ra sao, vì nó đã block anh mất rồi. Bản tính tò mò của phụ nữ thì không thể trị nổi. Dù con bạn đã có người yêu mới hay là chưa, nó vẫn rất tò mò về cuộc sống của anh người yêu cũ.
Anh người yêu cũ thì thường được chị em nhắc đến với một thái độ tiếc nuối cho chuyện tình của hai người và cũng là nể trọng về sự lịch thiệp và thái độ nhân văn của anh hậu chia tay. Nhưng là nhắc khi con bạn không có mặt ở đó mà thôi. Ưu điểm, từng là người yêu của con bạn. Nhược điểm, cũ. 14. Loại nghệ sĩ. Anh nghệ sĩ này thường làm một ngành nghề không liên quan gì đến nghệ thuật cả. Nhưng mà chất nghệ sĩ thì thấm đẫm con người anh. Anh này có nhiều tài lẻ, thường chơi guitar, vẽ tranh. Anh chụp ảnh cực kỳ đẹp, vậy nên con bạn yêu anh thì có hẳn mấy album ảnh xinh. Thỉnh thoảng cả hội kéo nhau đi chụp ảnh ngoại cảnh lại hú anh theo. Anh chụp đẹp đôi khi lại được anh khuyến mãi, có khi còn được free. Cuối tuần thì anh thường dắt con bạn đi cà phê acoustic. Con bạn có anh nghệ sĩ thì ít chơi với chị em. Anh nghệ sĩ thì văn hay chữ tốt, thư tình của anh từng câu từng chữ giản dị mà rất đi vào lòng người. Con bạn nói thế, nên phải nói là xếp anh vào hàng đồ đệ của Trịnh Công Sơn. Ưu điểm, lãng mạn. Nhược điểm, ở dơ. 15. Loại nhà anh dục cưới. Các anh khác, trừ anh ông chú ra thì luôn luôn né tránh chuyện kết hôn. Riêng anh, nhà anh dục cưới thì rất chi là dục cưới. Tuổi anh chưa hẳn là đã già, nhưng mà anh là người đàn ông luôn hướng về gia đình. Anh nói anh đã tu thân rồi, nên bây giờ anh muốn tề ra, rồi mới tập trung trị quốc bình thiên hạ được. Anh muốn cưới là vì anh muốn, mà cũng vì nhà anh đang dục anh lấy vợ. Mỗi lần đi dự đám cưới đứa nào của bạn chung hai người, anh lại liếc liếc con bạn rồi thở dài. Con bạn tất nhiên né tránh ánh nhìn đó. Sự muốn vợ của anh ngày một dâng cao, trong khi con bạn thì còn rất ham hố bay nhảy tung tăng. Ưu điểm, tập trung vào sự cưới. Nhược điểm, quá muốn cưới. 16. Loại hành tung bí ẩn. Anh này thì chị em chưa gặp bao giờ, chỉ nghe qua lời con bạn. Anh này thuộc diện hành tung bí ẩn cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Con bạn yêu anh tầm nửa năm rồi hội chị em mới biết. Facebook của anh bị bỏ xó đến mốc meo với cái ảnh đại diện có chó mèo gì đó. Con bạn yêu anh hành tung bí ẩn thì bắt đầu cũng bí ẩn theo anh. Chị em khó mà lần ra. Ưu điểm, bí ẩn. Nhược điểm, không biết đường nào mà lần. 17. Loại ghệ nhà người ta. Anh ghệ nhà người ta là người được các cô gái nhắc đến nhiều nhất mỗi khi trách móc người yêu mình. Anh này thì không đẹp xuất sắc, nhưng luôn toát lên khí chất rất cuốn hút, ga lăng lịch thiệp thì số 1 luôn. Anh luôn là người được lòng hậu chị em nhất. Anh ghệ nhà người ta thì khéo ăn khéo nói nhưng mà không dẻo miệng, hài hước đúng lúc, hiểu tâm lý phái nữ và rất cưng chiều người yêu. Thường là trước khi đến với con bạn, anh ghệ nhà người ta đã có một kinh nghiệm tình trường dày dặn. Anh có mối quan hệ tốt với những người yêu cũ, gia đình của người yêu cũ, bạn bè của người yêu cũ. Nhưng anh luôn khéo léo để con bạn không bao giờ ghen tuông với những chuyện tình đã qua của anh. Chị em thì vẫn thường lân la con bạn để tìm hiểu về gia phả của anh ghệ nhà người ta. Cốt là để hỏi con bạn xem là anh ghệ nhà người ta có bạn thân hay là anh em ruột thịt, anh em họ hoặc là anh em kết nghĩa cùng cha khác ông nội gì đó hay là không. Ưu điểm, toàn ưu điểm. Nhược điểm, không có. Nhìn chung, các loại trên có cái hay cái dở, có cái xịn, cái không xịn. Hy vọng rằng các bạn có thể bổ sung thêm một số loại anh nào khác nếu thấy người viết chưa đề cập nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!